never dry out, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it. Our own miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Always better than most, who take you from the hurt. I'll be waiting till I hear you say I do. I do love you. Yes, I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side. Shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do.
trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Để mời dài mời người ta ngồi xuống. Để nhắc ghế mời dài mời người ta ngồi chờ đứt hoài. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa ông bà, cô bác, hai cô chú, sau thời gian tìm hiểu của hai cháu Hiếu lên thảo mời đi cô mời vô đi lấy ghế cho. Dạ được, xin cho phép của gia đình. Hôm nay phía Nam Đường chúng tôi đến làm lễ thành phố cho hai cháu. Phía Nam Đường chúng tôi đến gồm có những ân quả phẩm, ước uống ông bà gia tiên trao hai hậu dùng hải thảo. Những ân quả phẩm đó gồm có rượu, trà, bánh, cầu cao, xin cần nghỉ họ nhà. Thì được đón tiếp long trọng sự có mặt của phái đoàn họ nhà trai. Hiện nay phía nước ngoài còn rất là nhiều ghế trống. Phái đoàn nhà trai chúng ta hãy cùng an toàn để các vị đại diện thay cho buổi lễ ra từ hôm nay được tâm sự phát biểu những lời long trọng nhất trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay đến ngày trước là về cái đường phụ cái tấm thẻ này là 30 triệu, tiền đo quần áo cô dâu là 20 triệu, và nữ kim á là bên Nam Bình chúng tôi ở những nhà gái nè những cô dâu gồm có những nữ trang như sau: một cây vàng 24 gồm có kiềng cổ, hai kiềng tay, một dây kiềng vàng trắng, một đôi bông một tròn, một dây kiềng bạc kim, một lá, một cặp nhẫn. Xin đề nghị trang bước tay. Mẹ em nói cười
ai xinh như là em, nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Vậy thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi. Mùa trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như anh không? Đại dương kia chẳng xấu như chú rể đưa mày cho rượu cho cha. Hôm nay đáng lẽ là anh uống với cha với đúng rồi. Nhưng mà
mình nấu cái cạnh mà thôi. Không rồi. Không sao. Cầm một đi ngủ của chú rể. Cô ơi, cô đừng có vậy, cô ngồi thẳng lên, cô ngồi thẳng lên. Rồi, để ta lên nha. Rồi, đúng rồi đó. Qua xíu chú rể ơi. Đứng qua đây. Đó, đúng rồi đó. Rồi đó, rồi, nhìn máy con ngay nhà cô chú ơi. Rồi, cười nè, ở đây nha. Rồi, hai cô chú cũng đi uống nè. Rồi, uống luôn cô ơi. Rồi. Đó, đúng rồi đó. Rồi, bên đây nè, bên đây, cầm bên đây nữa nè. Đi chú, cầm một tay. Rồi, nhìn cái ngoài này giùm con nè cô ơi. Một tay thôi cô, một tay thôi. Rồi, nhìn máy con cô ơi. Dạ rồi, cô chú cũng đi uống nè. Dạ rồi, đẹp rồi đó. Dạ. Rồi. Cầm có quạt, có quạt. Và tới giờ phút cho quà, cho nhẫn, cho vàng, cho tiền của phái họ tộc quý nhà gái của chúng tôi. Trong tư gia để chúng ta thực hiện luôn trong buổi lễ gia tiên này. Bởi vì chút xíu lên sân khấu ra ngoài kia thì một nghi lễ khác, nghi thức khác, không trao quà trên sân khấu mà chúng ta trao quà. Ở ngoài hai bên của cô đơn trẻ chính thức kể từ giờ trở đi. Sau đó cô dâu chú rể sẽ mãi mãi bên nhau. Nhà trai sẽ có một cô Lâm Thảo, nhà gái sẽ có một tấm thể hiện. Chúc cho về hai bên thông gia mãi mãi liên kết tình thông gia bền vững. Chúc chú rể cô dâu hai em được mãi mãi hạnh phúc. Nghi thức gia tiên xin được khép lại và chúng ta hãy cùng chào nhau một tràng pháo tay thật lớn và sau đó mời các vị chúng ta ra phía ngoài và quý vị cùng xin nước.
theo tục lệ xưa mong cầu thì 3 ngày người ta mới dỡ, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh quá xa xôi cho nên phía Nam Đường chúng tôi xin dỡ ngay bây giờ, xin ý kiến. Về phía hai chú gia cũng bàn cái này, về phía Nam Đường thống nhất là chúng ta ngày 19 tháng 5 âm lịch thì tỉnh họ nhà gái đến nhà trai để làm lễ xin đền với họ nhà gái. Và tiếp theo chú gia cũng bàn nhau về phương tiện xe cộ như thế nào cho thuận lợi. Theo bên Nam á thì dưới này cứ tự chia xe đi rồi mình về, còn chi phí nhiều thì trên Nam Đường đặt liệu. Đâu là ở đây tụi con tự đưa xe anh chị ở trển, là ở đây đưa lên con và vậy là để mình làm để cho nó yên đẹp hai bên, để con mình pha nước pha này hơn là quy nước thôi chứ thực tế thì thương bạn nha, chúng là tôi già chuyện ra ngoài cho nên hiểu nhau hết nhỉ, tự cơ chế cao hết, không có gì mà có là ăn hết, mình nuôi con mình nuôi cha dạ đại con dễ ngàn năm phải chế về chúng mai gặp bên nhau mỗi ngày, đặt đôi bàn tay lên đây anh trao nhẫn cưới cho em này. Em đưa bàn tay ngày mai bình minh thức giấc chia anh với em, nhà trao nụ hôn lên môi em và nói tiếng yêu em, tình yêu anh luôn chở che nụ cười.
chủ hôn hai họ, phía đại diện nhà trai chủ hôn nhà trai, phía đại diện nhà gái đang có mặt trên lễ đài hạnh phúc phù quỳnh hôm nay. Nhưng dường như tôi chưa thấy ông hai phía bên nhà gái đâu cả. Xin mời ông ạ. Ông hai bên nhà trai đâu cả, xin lỗi, xin mời. Giờ phút long trọng ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng chào đón hai người mà quý vị yêu mến lắm. Ngay bây giờ quý vị chúng ta hãy tập trung hướng mắt cao độ về phía sảnh lễ vô quy. Dành một tràng tay thật lớn, thật tròn, ta nói chúc mừng cho cô dâu Cẩm Linh và chú rể Minh Hiếu. Đã vang lên và những tiếng reo hò, toàn thể quý vị chúng ta đã cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể đã có mặt trên lễ đài vô quy. Thay mặt ban tổ chức cũng như thay mặt toàn thể gia đình, xin được trân trọng kính mời các vị chủ hôn, các vị đại diện cùng cô dâu chú rể hãy cúi đầu chào ra mắt toàn thể quý khách trong ngày vui trong đài vô quy hôm nay. Thưa quý vị thân mến, hôm nay 29 tháng 6 2023, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như sự tác hợp của đôi bên gia đình, cô dâu Cẩm Linh và chú rể Minh Hiếu đã lên vợ lên chồng. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui trọng đại hôm nay không thể thiếu được những lời phát biểu tấm chân tình của đại diện hai họ. Giờ đây tôi xin được phép chân thành kính mời đại diện cho hai họ tổng, xin mời vị đại diện nhà gái có đôi lời tri ân đến toàn thể quý vị quý khách trong ngày vui trọng đại này. Đại diện cho đại gái thì cũng chân thành cảm ơn thầy trai cũng không quản từ xa xa tôi xuống đây để mà lo cho các con rể và tiếp đón. Thì bên đàn gái thì cũng giao Cẩm Linh cho đàn trai cũng coi như là con của mình, để là cho các con có được cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Thì trong cái buổi hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn toàn thể bà con cô dì chú bác cũng đến là chung vui với hai cháu và gia đình. Có vấn đề gì thì lớn thứ bỏ qua, xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu tấm chân tình của đại diện họ nhà gái. Còn bây giờ để đáp lại tấm chân tình đó, xin mời vị đại diện nhà trai, ông có đôi lời đáp từ, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ông bà, cô bác, anh chị em hai họ, hôm nay phía Nam Đường chúng tôi hết sức vinh hạnh được sự đón tiếp của phía nửa đường rất là chu đáo, cho nên chúng tôi không có gì hơn cầu chúc cho đôi tân hôn được trăm năm hạnh phúc, cầu chúc cho ông bà, cô bác, anh chị em dự buổi tiệc hôm nay được dồi dào sức khỏe, trọn vẹn thắng lợi mọi nhiệm vụ của mình. Xin kính chào. Hay quá, rất khí khái. Xin được cảm ơn những lời phát biểu chân tình của vị đại diện nhà trai chúng ta. Và bây giờ để liên kết tình thông gia bền vững với hai họ tộc, xin mời hai vị đại diện chúng ta tiến ra phía dưới bắt tay nhau và sau đó mời hai vị an toàn về phía dưới với mọi người thân yêu của mình. Và xin mời hai vị tiến ra đi ạ, mời bắt tay nhau đi ạ. Liên kết tình thông gia hai họ bền vững và sau đó mời hai vị chúng ta an toàn phía dưới cùng chung vui với mọi người thân của mình phía dưới nha. Xin cảm ơn nhiều, mời ông. Kính thưa quý vị thân mến, với nghi thức dựa vô quy chúng ta hôm nay có rất nhiều nghi thức đặc biệt quan trọng, và tiếp theo đây sẽ là nghi thức rót rượu trăm năm để tượng trưng nghĩa cao đẹp bền vững hai đứa yêu nhau suốt đời. Mình xin mời em. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Còn ánh mắt này sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành, đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Để liên kết thêm tình yêu thương gắn bó dài lâu. Quý vị
xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, nghi thức dùng rượu đã xong, mời các vị chủ hôn chúng ta cùng về phía dưới với những bàn danh dự của mình. Xin được mời. Sự là nói trong cuộc cả đời chúng ta có lần thôi, cho nên rất là nhiều nghi thức mà quý vị chúng ta cứ phải chiêm ngưỡng. Có điều gì là thế này, vì hai người đẹp quá, dễ thương quá, rất là xinh xắn, rất là nhỏ nhắn, rất đáng yêu đó quý vị. Thì chúng tôi lại thực hiện tiếp một nghi thức nữa đây ạ. Đó là nghi thức rượu do vui trăm năm. Rồi, hai em chúng ta hãy cùng tròn tay nhau nhé, vòng tay nhau nhé, trong ly rượu của trăm năm nhé. Đứng đối diện vô, đứng giữa hai ba là chúng ta cùng vô và cùng uống rượu nhá. Một, hai, ba. Cảm ơn quý vị. Rồi. Đúng rồi, cắt luôn, tự nhiên luôn. Đúng rồi, cười lên nhau bạn ơi, hiểu ơi. Đúng rồi, lấy cái muỗng nhỏ gì mà nè, cái muỗng nhỏ đâu, muỗng nhỏ. Khi quen và yêu nhau. Trong ngày hôm nay.
hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai tay về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình em kết hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng mơ vai. Sập sinh ta cho nhau đôi mắt long lanh nụ hôn tràn đầy. Bao năm gian lao giờ đã có dư anh về cưới em. Ruộng đồng có bay ôi là lướt con sông. Ba má anh đây đang nôn co cháu bồng bồng. Bước 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 vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng cất hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say mong tình yêu không. Không khí rộn ràng, kiểu vàng rước dâu bưng mâm phu như Tết. Bà con lối xóm ăn cưới ai cũng mừng cài bông chúc phúc. Nhé thùng tiền còn chưa hết, pháo hoa rực rỡ ai cũng chúc cho đôi mình. Sang năm mừng đứa bé vuông nữa là song sinh. 1, 2, 3 vô chơi tới bến đi mai tính. Thiên viên tiền định cho sắp đặt cho đôi mình. Ôi ơi 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 ơi, anh đi tìm nước, anh đi tìm sông. Anh đây đợt trong nóng em bao ngày. Ôi ơi 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 ơi, sẽ duyên mình cưới trăm năm ngày trôi thương mình em thôi. Bước 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 vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần à. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cao. Vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng khách hoa. Kiếp sống sang giàu cùng xây mong tình yêu không. Tuôn rơi ngọt đắng phơi xuống, giờ mình vui sướng em ơi, say đắp thêm tình yêu. Mai này đây em sẽ gọi anh là chồng mới. Rượu hồng duyên kết phu thế trọn đời mình em thôi. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng khắp hoa. Kiếp sống sang giàu cùng say mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng hoa vã. Không dừng giờ gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai theo anh về Vĩnh Nhi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hết chơi bời. Về bên nhau ta xây anh phúc lâu dài. Về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Cứ giờ mình tay
trời dần trời xứ biển. Em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy. Đường nào con cháu mình cũng có phước. Ông trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú của tòa nhà là trồng thảo dừa. Để em giữ ngang phải gọi là mướt mê lên mê lên. Có một vết xước tà áo bà ba trong gió lướt thước. Nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát tích tình tình ta. Cause I'm
qua trong ngàn muôn khó khăn, lắm lúc bao dòng tay vẫn nắm chặt tay mình mãi trên nghèo, quý người sánh đôi cùng nhau. Lắm khi đắn đo tình duyên em trái ngang, cần bờ dài của ai đến ơi an, rồi anh đến nhé tô vào muôn sắc muôn màu, em ngỡ tựa trăm năm. Hò ơi phần gái xuân xanh chờ ai chắc là anh. Hò ơi tình vốn mong manh, nhưng có anh rồi mình giao ước mình trăm năm. Ơi à chồng ơi, hò ơi à cần anh em cần anh, mong xin duyên cùng anh bước qua trăm ngàn muôn khó khăn, lắm lúc bao dòng tay vẫn nắm chặt tay bên mái trên nghèo, quý người sánh đôi cùng nhau. Rồi rồi cứ đang vui vậy, đang vui lắm. Rồi uống đi cô, uống đi cô, uống đi, uống đi, uống đi. Rồi Vịnh vô ly trà đó, nhìn máy con cô dâu ơi, Vịnh vô ly trà cô ơi, nhìn cái máy con này giùm con cái cô ơi. Là con người ta rồi bây giờ mình lên gỡ con ta để cho vui, để cho vui nói lời chúc anh ơi. Rồi có chúc gì nói đi cô. Thôi được rồi, đừng chúc nghiệp nữa, không biết bà gì nữa cơ. Khóc rồi không gì nó tuổi á. Bây giờ con là con 18 rồi mẹ ơi. Quay cho mình nó quay về sống. Mẹ rất là mạnh mẽ. Con trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc suốt đời. Sống bên cầu với ta thả, sống đợi nạc, có đợi xương. Bây giờ nó lưu bán cây này, nó lưu bán cây này, nó lưu bán cây này, nó lưu bán cây này. Rồi, đúng rồi, hôn mẹ cái đi. Rồi, tự nhiên luôn, Rồi, nhìn máy của anh ngoài này cái nè. Rồi, xong rồi. Dạ rồi, xong rồi. Rồi, cái cô ba này, liên hút cho cô ba nè. Rồi. Cô cầm luôn rồi, nhìn máy cô ba ơi, cô ba ơi, 2, 3. Dạ rồi. Rồi, giờ cô ba uống miếng đi cô ba ơi. Phải uống, phải để cho cháu mình. Không có cái này. Rồi ôm cô ba cái đi em. Ba còn sống, ba cưng lắm. Ba cưng lắm, chưa bao giờ đánh tay nào. Ba cưng lắm, bố con gái đồng quan là tiếng nữa. Rồi ôm luôn, ôm luôn. Đúng rồi. Chết luôn, đánh con cắn chổi một. Rồi ôm cô hai cái nè, qua ôm cô hai cái luôn nè. Mẹ thì đánh nhiều chứ ba cưng. Rồi ok, xong. Rồi ok. Rồi tới uống đi Tư. Rồi Tư có lời chúc gì không Tư? Đây, đâu không có Tư chúc. Năm nay là ngày vui của Mỹ Kỳ, ngày vui của Mỹ Kỳ mà tiểu phụ và trăm năm hạnh phúc. Thấy không? Con trai con nữa, con gì con? Thầy mẹ cài cho con. Có quyền mẹ cài cho con. Một tay thôi Năm, một tay thôi Năm, một tay thôi. Rồi, Năm nhìn máy ở đây. Rồi, ok rồi, nó uống đi Năm. Nó là chúc mà chụp hình hai chồng nó đẹp đẹp chút rồi. Thử xấu. Xấu rồi xấu ha. Chưa hết chiều quảng cáo rồi, chồng cũng nay mang về trai. Để lại cho giá. Tay thôi Sáu ơi, Sáu nhìn tay máy nè, 2, 3, rồi, uống đi Sáu ơi. Uống, rồi Sáu ơi, chúc nhiều ai đó. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Ngắn gọn vậy hết đó. Cố một tay, cố một tay nhìn máy này cố ơi. Ăn cho mình ông nội để hùng nó cái cho mình. Cố mày vậy đó.
rồi rồi em rồi em rồi 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 đi em làm hết cho con mình đi rồi hung 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 đứng lên hung quá dữ luôn. Con ly khác đưa cho một cái một tay này một cái một tay rồi một nhìn máy ở đây được đúng rồi rồi uống đi một đúng rồi trăm năm hạnh phúc dạ sư ý à đầu năm đẻ thành trai cuối năm đẻ thành trai cho cổ rồi anh hai chị máy nè anh hai ơi rồi rồi đài luôn ấy lấy một ly khác cho chị hai em lấy một ly khác cho chị hai rồi đúng luôn chị hai nhìn máy em nè chị hai ơi rồi uống luôn ok còn tiền nữa rồi hai anh không mấy hai anh chị cũng ly cái đi bông chị đúng không ai chị bệnh chứ rồi nghe gia đình chụp nè anh hai chị hai có quà cái gì trong lòng chị không có gì con cây với lộn chỉ rồi vô luôn rồi rồi à, chị hai đứng lên chụp anh này mặc cho mình chị không phải không rồi cái anh hai cho anh hai đứng lên chụp được rồi hoài thôi đó là bốn đi rồi đó rồi anh hai đứng lên luôn anh hai đứng lên cho đẹp đứng lên con đứng lên quen một hai ba rồi ok kêu ra mấy kỳ ra hai chụp cái gì đó lên hết sao con không chụp mấy đứa lên gì chánh phủ như hai ba rồi ok hai chồng chụp với cháu nha vô rồi ok cũng tao hiểu à, cô dâu với chị hai à. Bao nhiêu đồ con rồi chưa nghe cô ba rồi cái nữa này cười cái nữa đi cô ba rồi tới qua cô hai đi em rồi ok rồi nhìn máy cười tươi 1 2 3 ok rồi cần lấy cái đó, cần lấy 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 đó, cần lấ